bắt đầu lớp học đấy, cô Phúc Ly chứ. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính lễ quý sư, con kính lễ quý cô tu nữ, kính chào các anh chị đạo hữu trong lớp học. Đã đến giờ lễ bái Tam Bảo, kính xin tất cả tắt mic và cùng trang nghiêm thân khẩu ý hướng tâm về thời kinh lễ bái Tam Bảo. Xin mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư, con xin kính chào các chú học viên trong room. Sage kame charo be girsi karata te chan tali khe vi ma ne di pe ra te chaga me taru anaga ha ne ge ha wa phom hi khe te a cha jan tu de wa chala khala visa me ra kha gan tha pana ga ti than ta santi ke yang muni wara wachanang sa tha wo me so nan tu dhamma savana kalo ayam padanta dhamma savana kalo ayam padanta dhamma savana kalo ayam padanta Natasa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sanamo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sanamo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Buddham saranang gacchami dhammam saranang gacchami sangham saranang gacchami tutiyam vi buddham saranang gacchami tutiyam vi dhammam saranang gacchami tutiyam vi sangham saranang gacchami tatiyam buddham saranang gacchami tatiyam bi dhammam saranam gacchami tatiyam bi sangham saranam gacchami iti viso bhagavā arahaṃ sammā sambuddhaṃ viccacharana sambandho sugato lokavido anuttaro purisa dhamma sarathādi Vamanusanam Bhutto Bhagavati Nati Me Saranam Anyang Bhutto Me Saranam Varam Etena Sacha Vachena Hotu Me Chayamangalam Uttamang Gena Vandeham Padabang Songvaratamang Bhutte Yopalito Doso Bhutto Kamatutam Mamang Akato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipatiko Opanayiko Pachatangwey Itappo Vinyo Hitinati Me Saranam Anyam Dhammo Me Saranam Varam Etena Sacha Vachena Hotu Me Chayamangalam Uttamangena Vandeham Thamman chadui hangvarang thamme yokhalito doso thammo kamatutam mamam Subhatipanno bhagavato savaka sangho Ujubhatipanno bhagavato savaka sangho Nyayapatipanno Bhagavato savaka sangho Samme jibhatipanno bhagavato Sawaka sangho ahunayo pahunayo dakinayo anchalikaraniyo anuvatarampunyaketanglanyam sangho me saranam varam etena sacha vachen naho tu me chayamangalam uttamangena vandeham sangham chaduvekhatamam sangheyo khalito do
tô sáng khô cam ma tu tăng ma mang quan đa mi chế thi yam sa pan sa pa tha ne sa pa ti tam sa ri ri ta tha tu ma ha bo thin bo tha ru pa sa ta lang sa da sam bo the atha ve san cha do da san cha sa ha sa ke pan cha sa ta sa ha sam ma han cha da re na na ma mi hang na ma ka ra nu pa ve ne ka antara ya pe ve na sa an to a se sa to sa am pu Bồ-đề-pan-cha-pan-cha-tu-vi-sa-ti-sa-ha-sa-ke-da-sa-ta-sa-ha-ma-ma-cha-sang-han-cha-da-re-na-na-ma-mi-hang-na-ma-ka-ra-nu-pa-ve-na-han-tu-sa-pe-u-pa-pa-ve-ane-ka-an-ta-ra-ya-pe-ve-na-san-tu-se-sa-tu-sa-bồ-đề na vô ta ra sa te a tha cha ta li sa sa ke ve sa ti sa ta ve sa sa ta sa ti nam a mi a ha te sa man cha sang khan cha da re na na ma mi han a anu pa ve na ma sa sa le a ta ra ja pe na se a o sa pe pura ti ma ya di sa ya sa ta a ve ra su khi ha sa pe pura ti ma ya anu di sa ya sa ta a ve ra su khi ha tu sa pe da ki na ya di sa ya sa ta a ve ra su khi ha tu sa pe da ki na ya anu di sa ya sa ta a ve ra su khi ha tu sa pe pa chi ma ya di sa ya sa a ve ra su khi hon tu sa pe pa chi ma ya anu ni sa ya sa a ve ra su khi hon tu sa pe o ta ra ya ni sa ya sa ta a ve ra su khi hon tu sa pe o ta ra ya anu ni sa ya sa ta a ve ra su khi hon tu sa pe o pa ni ma ya ni sa ya sa ta a ve ra su khi ho sa pe he ti ma ya sa ta a ve ra su khi ho tu sa pe sa ta a ve ra ho tu su khi ta ho ni to kha ho tu a pya pa cha ho ho tu a ni kha ho tu di kha yu ka ho tu a ro ka ho tu sam pa ti hi sa me chan tu su khi a ta nang pariharan tu ro kha pa ta cha ni to kha pa ya pa ta cha ni pa ya so ka pa ta cha ni so ka ho tu sa pe di pa ni no akasatha cha pomma tha devana kamahitika punyang no anumodan tu chirang rakhan sasanam akasatha cha devana kamahitika
mahitika rakhanto no karuna ka mahitika punya no ram tuchira ta yo akasa tha japa quân nhãn nô anh mô ca sa tha cha phẩm ma tha đê qua na ca ma hi chi ca quân nhãn nô anh mô đan tu chi răng ra khan tu nô sa đa y đăng qua ta nô quân nhãn a sa wa kha ya wa hằng hô tu ana ga tê ca lê sa thú sa thú sa thú. Dạ, thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học Pali ngày hôm nay ạ. Kính chúc quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Phật Mai Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Chào ạ. Dạ, con kính chào sư ạ. Bây giờ thấy bài số 4 hôm trước thì mình đã học xong phần, đã sửa xong phần bài tập cơ bản. Giờ hôm nay mình sửa luôn cái phần bài tập tập nâng cao ha. Rồi sau đó chúng ta học bài số 5. Bây giờ mình sẽ đọc 5 câu bài tập này trước, rồi sau đó chúng ta sẽ sửa 5 câu bài tập này trước. Câu 1 đó là Thittattha Raja Kumaro Kapilavatthu Nagare Vasati. Thittattha Raja Kumaro Kapilavatthu Nagare Vasati. Câu 2 Asitata Paso Pasadang Gajati. Asitata Paso Pasadang Gajati. Câu 3 Asitata pasoro dati wa nasati wa. Asitata pasoro dati wa nasati wa. Câu số 4 Pamaputo aramang gajati. Pamaputo aramang gajati. Câu số 5 Pasadas min kubalo ja asitata paso ja pavanti. Pasadas min kubalo ja asitata paso ja pavati. Pasadas min kubalo ja asitata paso ja pavati. Rồi mời lớp giơ tay lên để đọc 5 câu hỏi này, 5 câu bài tập này. Anh Khánh mời lớp đọc bài tập mình sư. Dạ. Dạ, xin mời Phật tử Hải Nguyễn ạ. Dạ, con kính là lễ sư. Con xin đọc bài tập nâng cao ạ. Câu số 1. Sittattha Raja Kumaro Kapila Vatthu Nagare Vasati. Câu số 2. Asitata Paso Pasadang Gacchati. Câu số 3. Asitata Paso Rodati Wa Hasati Wa. Câu số 4. Mamaputo Aranang Gacchati. Câu số 5. Pasadasmin Fupalo Cha Asitata Paso Cha Fawanti. Dạ con xin hết ạ. Mời Phật tử, cô Diệu Bảo. Dạ bạch sư, con xin đọc câu thứ nhất. Sittattha Raja Kumaro Kapila Vatthu Nagare Vasati. Câu số 2. Asitata Basso Basadang Gacchati. Câu số 3. Asitata Basso Rorati Wa Hasati Wa. Câu số 4. Mama Buddha Aramang Gacchati. Câu số 5. Basadasmin Phubalo Cha
Atisatata Basso Cha Phá Quan Tí. Con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ, thưa sư trình đọc. Câu thứ nhất. Chích Đức Thế Ra Trế Cú Mà Rồ Kế Bí Lê Quát Thú Ná Gá Rê Quát Sá Tí. Câu số 2. A Sĩ Tế Tà Bá Sô Bà Sà Đăng Quát Chá Tí. Câu thứ 3. A Sĩ Tế Tà Bá Sô Rồ Đá Tí Hoà Hát Sá Tí Hoà. Câu số 4. Má Má Bút Tô A Ra Măng Gắt Chá Tí. Câu số 5. Bà Sà Đát Minh Phù Bà Lô Chá Sita Basso Che Phá Quỳnh Tý. Dạ thưa sư, xin hết. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Sita Ra Cha Khu Ma Ro Kha Phi La Wa Thu Na Ka Re Wa Sa Tý A Sita Ta Pa So Pa Sa Tăng cát trạ tí a si ta ta pa so ro da tí wa ha sa tí wa ma ma pu to a ra mang cát tí pa sa das min pu pa lo cha a si ta ta pa so cha pa wan tí. Dạ thưa con xin cảm ơn. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc. Dạ, thưa sư, con xin đọc câu số 1. Sittattha Raja Kumaro Kapila Vatthu Nagare Vasati. Câu số 2. Asita Tabaso Basadang Gatchati. Câu số 3. Asita Tabaso Rodati Va Hasati. Qua câu số 4. Mama Butto Aramang Gatchati. Câu số 5. Basa Dasmin Fubalo Cha Asita Tabaso Cha Phá Quan Tí. Thư sư xin hết. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Siddhartha Raja Kumaro Kapila Vatthu Nagare Vasati. Câu thứ nhất. Câu thứ hai ạ. Asita Tapaso Pasadang Gacchati. Câu thứ ba. Asita Tapaso Rodati Va Hasati Va. Câu bốn ạ. Mama Putto Aramang Gacchati. Câu thứ năm ạ. Pasa dasmin upalo cha asita ta paso cha phá quan tí. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ thưa sư đã hết rồi sư. Mở chưa? Dạ rồi sư. Sư mấy con chia sẻ màn hình. Rồi mình sẽ được con một sửa đi. Dạ thưa sư, con xin sửa câu một thưa sư. À. Siddhartha Raja Kumaro
Kapila Vakthu Nagare Vasati là thái tử Siddhartha sống ở thành Ca Tỳ La Vệ. Thưa sư hết ạ. Thầy sư cho con đọc câu số 2 nha. Asita ta beso beso đăng cách cho tí là đẹp sĩ e tư đề đi đến cung điện. Dạ, thầy sư sư hết. Bạch sư cho con xin đọc câu số 3. Đạo sĩ Asita khóc hoặc cười. Bạch sư, con xin sửa câu 4 ạ. Mama Bhutto Aramang Gakcha Tí, mẹ và con trai đi đến chùa. Chữ mama là gì? Bạch sư, con xin dịch lại. Con trai của tôi đang đi đến chùa. Chữ mama này là của âm hát ha, sợ thuộc cách của âm hát không chữ mình học rồi. Bạn nó mama mà mang mê đó. Dạ. Đúng rồi. Con trai của tôi. Dạ. Ăn chùa. Rồi. Thì sư con có sửa con số 5 được không sư? Anh rồi sửa đi. Dạ. Bác sĩ Đắc Minh Phu Bà Lô. Dạ. Asita Tabasso Che Phái Quần Tí. Sư, như nãy chỉ có một mình con bị rớt ra hay là mọi người bị rớt ra luôn sư? Ta nói cái room free của bạn bị kết thúc làm sao á? À đúng rồi, nếu mà sư sử dụng free nó chỉ được 30 phút thôi. 30 phút tự động nó sẽ dừng lại. Sao vậy? Con cũng bị rớt á sư, con cũng bị rớt ra luôn. Dạ, bạch sư con cũng bị rớt luôn. Bạch sư hình như cả lớp bị rớt. Nhưng mà sao vậy anh Khánh? Con cũng không biết. Dạ chắc là tại cái tài khoản không có được thanh toán đó sư. Nên nó để chế độ là free 30 phút mình sẽ dừng lại. Hồi nãy con cũng thấy là nó thể hiện là 7 phút rồi nó sẽ tắt rồi lát nó giảm dần. Hồi nãy con có nhắn riêng sư mà không biết sư thấy không. Không biết thế nào cũng bị ao à. Dạ hiện tại cái meeting này free nên nó sẽ 40 phút nó sẽ ao một lần đó sư. Ủa chưa 40 mà Khánh, mới vô mà. Thì mới vô nó đang đếm ngược lại 40 nè. Vậy chắc không phải mua cái tài khoản hay sao á. Cho nên thôi vậy là đâu không được. Dạ. Cái này sư đang sử dụng tài khoản của chùa mình luôn phải không sư? Đúng rồi. Vậy chắc Hôm bữa cô bảo nghe cô Quanh Nguyễn gì á. Cô nói là cô sẽ mua tài khoản cho các lớp học trên Zoom nè. Đâu Trân liên hệ với cổ coi. Dạ. Dạ bây giờ anh học lại đi rồi tính sao.
Thưa sư đọc lại hả? Khánh đưa bài tập lên đi. Dạ. Dạ rồi, cô thấy chưa con? Rồi rồi, bây giờ đọc lại hiên. Dạ. Bese đất minh, phù bê lô chế, Esite te beso chế, phá quân tí. Có đức vua và đạo sĩ E Tư Đề trong cung điện. Dạ, thưa quý vị xin hát. Rồi, chuyện ta xem cái cấu trúc câu nó một tí ha. Lục Khánh trở xuống con một. Thì chúng ta thấy nè, một câu bình thường thì nó sẽ có gì chủ từ, rồi động từ. Ở đây thì cái động từ này nó không cần có trúc từ. Nó chỉ ví dụ như là thái tử đang sống như vậy là được. Nhưng mà ở đây thì đang sống ở đâu đó. Cái này nó đọc nó phải có cần từ chỉ nơi chú. Thì ở đây là Kapila Vatunakare. Tại nó do cái động từ này cho nên cái chữ Kapila Vatunakara này nó bắt buộc phải chia ở định sở cách. Thông thường một trúc từ thì nó sẽ chia ở đối cách, mà trong trường hợp này do động từ quá sơ khí nên Kapila Vatunakara nó bắt buộc phải chia ở định sở cách. Ở trường hợp ở câu 2, ở câu 2 thì chúng ta thấy câu 2 là phổ thông hơn nè, tức là mình có chủ từ rồi túc từ rồi động từ. Ở trong tiếng Việt mình thì dịch cái gì trước? Chủ từ trước rồi động từ, sau đó mới là túc từ. Mà trong cấu trúc câu của nó thì chủ từ trước rồi túc từ cái động từ. Mình có cái cấu trúc câu để mình qua phần tiếng Việt mình dịch đó. Rồi qua câu 3 nè. Dạ. Mà Atitata Vaso, ở đây thì nó dặn qua, dặn qua thì dịch hay là hoặc là, để ở đây thì dịch là đạo sĩ. Atitata khóc hoặc là cười, nó hai chữ nhưng mà trong tiếng Việt mình thì dịch một chữ thôi. Ở đây thì có cái chữ con trai của tôi, thì cái gì của ai đó thì cái chữ của đó người ta viết trước. Ví dụ con trai của tôi thì chữ tôi nó viết trước. Cái này câu câu. Rồi Aram mang cái chất ký thì đi đến chùa. Động từ, phục từ. Ở đây thì dạng động từ có. Động từ có thì trước nó là dùng ở chủ cách. Tức nó dùng ở chủ cách. Còn dịch động từ trước, cái dạng câu này dịch động từ trước. Tức là có gì? Có đức vua và đạo sĩ khi tác trong cung điện. Rồi đó là năm câu từ Bali sang tiếng Việt. Bây giờ mình dịch 5 câu tiếng Việt sang Bali đi. Ai dịch được câu 1? Ai dịch được giơ tay lên hoặc là lên tiếng để mình dịch. Con dịch câu 1 sư. Rồi. Ai dịch được câu 2? Ai dịch được câu... Con dịch câu 2 sư. Rồi. Ai dịch được câu 3? Ai dịch được câu 3 không? Dạ con dịch câu 3. Rồi. Chị sư vậy con đọc qua cho các khánh viết nha sư, con viết không được các khánh. Dạ rồi vậy cô bảo đọc cho các khánh đây để ai dịch câu 4. Câu 4 ai dịch không? Sư khu nơi dịch câu 4 đi. Rồi. Tôi tìm lại bốn, ai dịch câu 5? Bạch sư con dịch câu 5 ạ. Rồi tôi dịch câu 5. Rồi ai ai biết được trong tin nhắn thì biết được trong tin trong chat đi. Ai không biết được thì nhưng mà nên tập viết cho được. Nên tập viết cho được để mình khi mình viết thì mình biết là viết đúng sai, còn tao viết mình không biết. Tại khi mình viết thì nó mới lòi ra cái lỗi. Ừ.
Khánh ơi, cho mình cho chị hỏi em. Dạ. Mình viết ở trên cái điện thoại nè, mình viết cái chỗ bàn phím hôm bữa cái chữ đó thì biết rồi, nhưng mà không biết vô chỗ đó gửi đi chỗ nào, tắm làm sao? Viết xong rồi chị copy qua rồi vô cái tin nhắn á chị, tin nhắn của group á, vô cái cửa sổ chat. Nếu không thấy nó thì vô mò ha, chọn thêm chat. Rồi chị copy nguyên cái đoạn gì viết cái bỏ vô chat, cái là mọi người sẽ thấy hết thôi. Để làm thử đi. Mình để nguyên gì làm hay vẫn phải thoát ra ngoài mới làm được ha? Vẫn phải thoát ra ngoài mới bấm được. Trên điện thoại thì mình bấm phím giữa, mình chuyển giữa màn hình này màn hình kia. Để mình có... Giờ đang để mình nghe này, giờ thoát kéo xuống ha. Dạ. Chị Tiên, chị đọc cho Khánh đi không? Nếu mà biết không được đọc cho Khánh viết. Chuẩn bị trước ha. Đọc cho Khánh viết cho. Dạ. Khánh viết cho mèo ha. Được. Con viết của cô Dự Bảo trước đi. Dạ rồi, cô Dự Bảo làm câu 1 không cô? Câu 2 con. Mẹ số 1. Con số 1 sư. Đọc số 1. Ra chát của Maru. Tha min lam hi. Ba đăng. Tha bê tí. Có từ vựng á, cái nào không có thấy thì mình kép thôi từ vựng. Tha mi làm hí. Rồi ba đăng. Tha bê tí. Tha bê tí. Ba đăng tha bê tí. Một chữ T hả con? Một chữ T. Tha bê tí một chữ T. Chữ T là có dấu chấm thôi đây. Rồi chị Tiên nghe, viết chị Tiên nghe. Dạ, con số 2. Điện thoại Khánh đánh chữ Bali trực tiếp cũng được đó Khánh, không có cần phải thúc đẩy đâu Khánh. Hả? Chữ Bali đánh trên điện thoại trực tiếp cũng được đó, học trong Zoom đánh trực tiếp cũng được luôn á. Ừ, chị. Tại nhiều người chưa quen á, chứ đánh được á, Khánh nói mọi người đánh được á, mốt tập đánh cho quen. Đúng rồi, gõ, mình có thể gõ cho cửa sổ chat á, mình gõ trực tiếp tiếng Bali trên cửa sổ chat thì mọi người được. Mốt trước khi học mình chuẩn bị bài tập sẵn trong đâu rồi về gắn gửi qua cũng được cho nó nhanh. Rồi câu số 2. Asita ta paso. Ra chá cú ma răng. Bát sa tí. Như chữ thá mê tí á Khánh. Chữ thá mê tí là chữ T. Chữ thá là chữ T có chấm dưới. Còn chữ tí không có chấm. Chữ tí sao không có chấm không gì? Thắt bê tí. Thắt bê tí. Thá hả? Thá gì? Thá, thá. Rồi câu 3 của cô Hảo đã gọi đây rồi. Thank you.
sutta sutta dhamma raja sang chị Tiên ha. Dạ, câu 4 thôi chị Tiên. Dạ. Phu Bê Lê. Phu Bê Lê Qua. Rê Trê Cú Mê Rô Qua. Rồi. Bê Sê. Bê Sê Đam Ha. Quá Sê Tí. Rồi. Thì có mấy cái chưa chia đó chị ơi. Ủa phu bê lê chưa chia hả? Dạ phu bê lô. Phu bê lô đúng rồi, quá ra phu bê lô. Đem hè. Đem hè là chia không ta? Quá xí tí. Vậy đúng chưa em? Và sao đây số sai cái này không? Ừ. Tiên mã này trong cung điện là cách thứ mấy? Trong cung điện cách thứ sáu. Sao mà thứ sáu được trong một cái thứ bảy cách thứ bảy sư bảy giờ chia làm sao con quên cái tự nằm đâu rồi nó lật. Das nhìn vì chắc nó nằm qua cái quyển kia đi. Ý về cách thứ bảy được không sư? Cách thứ bảy chia làm sao? Cách thứ bảy số nhiều á. Đây số bảy điện mà số nhiều gì? Đức vua hay là thái tử? À hay thì số ít vậy. Dạ sư. Das mean. Đức vua hay là thái tử sống trong cung điện thì trong gì sao thì cái mẹ kỳ dịch thì trong cung điện chia làm sao sống trong cung điện phu bê lô là đức vua là trẻ cung bê rô đó là đúng rồi nó chỉ cái chữ trong cung điện chia làm sao thôi. Dạ. Dạ đúng hết rồi. Thiếu chỗ nào đó sai vậy nè. Cái cấp thứ 7 ấy, mình chia số ít số nhiều sao chị đã chia chỉ Ba Sa Đăng. Ba Sa Đăng ha. Ba Sa Đăng là số nhiều số ít. Ba Sa Đăng ha. Đó là cấp số 5. Đọc cái cấp thứ 7 rồi. Đọc bản chia cấp thứ 7 rồi. Cái thứ bảy là cái gì? Đọc chữ Naro coi. Cái thứ bảy là gì? Rê. Ủa cô đang nhìn vô cái bản từ nhân chương đại danh từ M2 được không sư? Hay là nhờ qua cái bản khác? Bản nhân từ M2 gì? Cái đó là nó cái bản kia của Nara. À, Nara. Dạ. Nè rê rồi nó nằm dưới con cành bông mấy cành bông bốn rồi mới học một cái bản rồi nè rê đây bản số 7 số ít là nè rê đầm hí admin lộn xộn chân gì là sai nè rê nè đầm hí nè admin gì tay chuyên sao nè rê ê kế quá chứ né là danh từ số ít nè nè sát minh bây giờ nghe xem nghe tôi nói nè bây giờ xem cái chữ pa sa đá nó chi làm sao yeah.
Bacere. Bacere. Em hí được không sư? Viết ghép nó vô Pasa Đâm Hí. Dạ, Pasa Đâm Hí. Được chữ là hay sư hiên. Pasa Đâm Hí. À, được rồi. Được. Dạ, cảm ơn sư. Pasa Đâm Hí. Cách số 7. Dạ, con cảm ơn. Dạ, bạch sư, con xin sửa câu số 5 ạ. Tên tôi là Sundara, cái này là ngôi thượng, số ít, chia là Á Hăng, Sundara, Na Má. Nhưng chữ Sundara không có chia hả chị Nhung? Sundaro. Á Hăng Sundaro Na Má. Chủ từ. Bạch sư sửa cho con biết ạ. Câu đó thì mình có thể viết hai cách: Á Hăng Sundaro Na Má hoặc là Á Hăng Sundaro Na Môn Hí. Dạ. Á Hăng Sundaro Na Môn Hí. Cái thứ hai là Á Hăng Sundaro Na Na Môn Hí. Môn Hí. Cái chữ chỗ chữ M nó sử dụng cái dấu phẩy. Hả? Quan. Dạ. Dạ con cảm ơn sư. Dạ. Nó là chữ O á. Dạ. Chữ O sử dụng dấu phẩy. À. À. Con cảm ơn sư. À. Rồi chúng ta xem lại bài tập. Ủa thưa sư, câu 4 là quá xá tí chứ. Dư chữ F. Quá xá tí. Quá xá tí. Quá xá tí. Nà mồm dư chữ S đúng không? Đúng rồi. Rồi trên cú mà rồi. Mà. Bạch sư, cái câu số 4 mà con dạ con dùng cách thứ 7 nhưng mà con dùng Basa Dasmin được không sư? Vẫn được. Cái nặng nó cũng vậy thôi. Dạ. Yeah. Cách thứ 7 là được rồi, cách thứ 7 chữ ít là được rồi. Tại nó có nhiều cách chia thì mình sử dụng cách nào đó một cách thôi. Học thì mình học nhiều cách, còn đến khi sử dụng thì mình sử dụng một cách thôi, để nó gọn. Nó biết 2-3 cách chưa thì nó lộn. Giờ câu 1 nè, mình coi nè, người ta nói là thái tử đặt chân trên bính tóc. Và chủ cách là thái tử. Đặt là động từ. Đặt chân là bút từ. Trên bính tóc là cách thứ 7. À. Câu thứ 2 thì đạo sĩ A Tư Đà thấy thái tử. Đạo sĩ A Tư Đà là chủ từ. Thấy là động từ. Thái tử là phước từ. À. Câu số 3 thì Đức Vua Tịnh Phạn hỏi vị đạo sĩ. Vua Tịnh Phạn là chủ từ. Hỏi là động từ. Đạo sĩ là phước từ. À. Câu số 4. Đức Vua hay thái tử sống trong cung điện. Đức Vua hay thái tử là chủ từ. Ừ. Sống là động từ. Ở đâu đó thì mình chia trong cung điện thì mình chia cách thứ 7. Rồi còn câu thứ 5 thì là đàm thoại thôi. Thì đó là phần bài tập nâng cao của bài số 4.
Và bây giờ chúng ta sẽ học tiếp bài số 5 ha. Lời Khánh đã kết thúc phần đó đây để từ xe học bài số 5. Bài số 5 là lễ đặt tên à. Lễ đặt tên. Trong bài số 5 này mình sẽ học một đoạn lịch sử liên quan đến lễ đặt tên. Rồi học phần động từ tiếp theo, học phần thì hiện tại tiếp theo, nhân sinh đại danh từ không khác là nhân sinh đại danh từ ngôn thứ 2 à. Tầm hỏi bị cắt hỏi nghề nghiệp. Rồi đoạn lịch sử ở đây mình có, nó là theo phong lệ các vị vua thường mời những vị bà la môn đến để đặt tên cho các con của mình khi được hạ sanh. Vì thế đức vua Suttodana cho mời nhiều vị bà la môn thông thái đến để đặt tên cho thái tử khi ngài được 5 ngày tuổi. Ngài được đặt tên là Siddhartha. Lúc bấy giờ, 7 vị bà la môn cao niên đoán rằng nếu thái tử sống tại gia đình thì sẽ trở thành chuyển luân vương. Hoặc nếu thái tử xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình thì sẽ trở thành một vị Phật. Tiên bà la môn trẻ con nành nhát thì tiên đoán rằng hoàng năm của ngài chắc chắn xuất gia và sẽ trở thành bậc chánh hạnh chánh giác. Thì đó là phần đoạn lịch sử à. Bây giờ chúng ta học một số từ vựng liên quan đến đoạn lịch sử này. Thái tử được đặt tên là Siddhartha và bà la môn trẻ con nành nhát tiên đoán rằng thái tử chắc chắn sẽ thành Phật. Cái đoạn này mình có thể nhớ hai câu ngắn như vậy là được. Rồi giờ phần từ vựng. Phần từ vựng mình có Namakarana Mangala. Namakarana Mangala tức là lễ đặt tên. Abhinhang thường quốc thác đức Phật. Brahmana Bà La Môn. Nimantetī là thỉnh hay là mời. Chakavati Raja Pavati trở thành chuyển luân vương à, trở thành chuyển luân vương. Chakavati Raja Pavati Namankaroti Namankapeti là Namankaroti hoặc là Namankapeti là đặt tên à, cái cùng từ. Namakarna Mangala Namakarna Mangala Abhinhang Kutha Brahmana Nimanteti Chakavati Raja Pavati Namankaroti Namankapeti. Rồi nghe lại lần nữa ha. Namakarna Mangala Mangala Abhinhang Kutha Brahmana Nimanteti Chakavati Raja Pavati Namankaroti Namankapeti. Rồi mời lớp ta giơ tay lên để đọc bài. Khánh mời lớp đọc bài. Dạ, mời Phật tử Kim Cúc ạ. Thưa sư, xin đọc ạ. Nama Karana Mangala là lễ đặt tên. Abhinhang là thường thường. Buddha Phật. Brahmana Bà La Môn. Nimantiti là mời. Chắc cá Vắt tí ra cha Phá quát tí trở thành chuyển luân vương. Nam ăn cá rô tí tháp bê tí là đặt tên. Thưa sư xin hết. Khánh ơi, thì ngồi cái bài từ vựng này nằm trang số mấy vậy, quyển nào vậy Khánh? Dạ cái trang này nè, từ vựng này nằm quyển trang số mấy vậy?
Dạ chị có thể coi trên màn hình được mà chị Tiên. Dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Namakarana Mangala là lễ đặt tên ạ. Áphinhang là thường thường, Bức Thá là Đức Phật, Brahmana là Bà La Môn, Nimanteti là thỉnh mời, Chakka Vattiraja Phá Quá Tí là trở thành chuyển luân vương, Namankaroti Thapeti là đặt tên ạ. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời cô Diệu Bảo. Dạ con xin đọc ạ. Namakarana Mangala để đặt tên, Apinhang thường thường, Buddha là Đức Phật, Ramana là Bà La Môn, Chakkawatti Raja Phawatti là trở thành chuyển luân vương, Namankaroti Thapeti là đặt tên. Con xin hết. Dạ, mời Phật tử Thạch Nguyễn. Dạ, thưa sư con xin đọc. Namakarana Mangala lễ đặt tên. Apinhang thường thường. Buddha Đức Phật. Nimanteti mời. Chakkawatti Raja Pawanti trở thành chuyển luân vương. Namankaroti Namankapeti đặt tên. Thưa sư con xin hết. Ở Phạm Tình Thảo. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Namakara Ná Măng Ra Ná lễ đặt tên. Thá Phinh Hăng là thường thường, Bức Thá là Đức Phật, Ram Mà Ná là Bà La Môn, Ní Măng Tây Tí là Ngòi, Chắc Cá Quách Tí Ra Cha Phá Quá Tí là trở thành chuyển luân vương, Nam Măng Cá Rô Tí hoặc là Nam Măng Tha Tí Tí là đặt tên. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Chứ nó báo 10 phút nữa là thật gì ạ? Đi rồi. 10 phút hay 10 giây không biết. Chị Tử nó nghe nữa. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Nama Kara Namang Gala lễ đặt tên. Apinham Hăng thường thường, Bút Thá Đức Phật, Brahma Ná Bà La Môn, Niman Ten Tí, Tê Tí là mời. Chắc Cá Quá Tí, Ra Cha, Phá Quá Tí là trở thành chuyển luân vương. Namang Cá Rô Tí hoặc là Namang Tha Pê Tí là lễ đặt tên. Bạch sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Ngọc Trân ạ. Thưa sơn xin đọc. Namakarana Mangala lễ đặt tên. Áphinhang thường thường, Bút Thá Đức Phật, Brahmana Bà La Môn, Nimanteti thỉnh mời, Chakkawatti Raja Phá Quá Tí trở thành chuyển luân vương, Namankaroti Namankapeti đặt tên. Dạ xin hết. Dạ thưa sư xin đọc. Namakara Namangala là để lễ gặp tên. Apinhang là thường thường, Bút Thá là Đức Phật, Ramana là Bà La Môn, Ní Mạc Tê Tí là mời, Chaka Vati Racha Pa Vati là trở thành chuyển luân vương, Na
Nam Măng Cá Rô Tí là đặt tên, Nam Măng Tháp Bê Tí cũng là đặt tên. Dạ sư xin, xin hết. Áp phiên hăng á kêu ơi, à, măng cá lá nành đi. Cái thường thường là áp phiên hăng. Xin mời Phật tử Tiên Mẹ. Dạ, thưa sư xin đọc. Nam Má Cá Ra. Đâu rồi nó nằm nè, đây. Nam Má Cá Ra, Nam Măng Gá Lá, lễ đặt tên. Á Phin Hăng, thường thường. Bút Thế, Đức Phật. Râm Má Ná, Bà La Môn. À, Ní Măng Tê Tí, mời. Chách, chách, à, chách cá, quách tí, rè trá, phá quách tí, trở thành trưởng Long Vương. À, Nam Măng Cá Rô Tí đặt tên, Nam Măng Thá Bê Tí đặt tên. Dạ tôi chưa xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Quang Thanh. Con xin đọc. Namakara Namangala là lễ đặt tên. Á Phinh Hăng là thường thường. Bút Thá là Đức Phật. Râm Má Ná là Bà Môn. Tí Tê Tê Tí là mời. Tắc Tá Quát Tí Ra Chá Cha Pha Hoa Tí là trở thành chuyển Luân Vương. Ná Măng Cá Rô Tí là đặt tên, và Ná Măng Tha Tí cũng là đặt tên. Dạ, xin mời Phật tử Hoàng Thị Kim Oanh. Con thưa sư, con xin đọc ạ. Namakara Namangala, lễ đặt tên ạ. Ahinhang, thường thường ạ. Buddha, Đức Phật ạ. Ra Pra Brahmana, Bà La Môn ạ. Nimang Tê Tí, thỉnh mời ạ. Chakravati, Chakravati Raja Hawati, trở thành chuyển Luân Vương ạ. Namang Karoti, Namang Thapati, đặt tên ạ. Dạ, con xin hết ạ. Xin cảm ơn. Dạ, có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ, thưa sư đã hết rồi sư. Nghe đọc lại ha, nghe đọc lại rồi tập đọc cho đúng ha. Namakarna Mangala, Namakarna Mangala, Appinahan, Appinahan, Buddha, Buddha, Brahmana, Brahmana, Nimanteti, Nimanteti, Chakravati Raja Phavati, Chakravati Raja Phavati, Namang Karoti, Namang Thapeti. Đây chúng ta qua trang 2. Con đành nhá Brahmana, con đành nhá Brahmana, bà là mua con đành nhá. Tâm hát là bạn, tức là người mà mình nói trực tiếp. Có thể là bạn, là ông, là bà gì đó. Để nói trực tiếp. Người thứ hai. Tâm hát. Và cà rô tí. Và cà rô tí. A gà răng ách hà phát sát tí. Và cà rô tí là tiên đón. A gà răng ách hà phát sát tí là sống tại gia đình. A gà răng ách hà phát sát tí. A
agarasma anagariyang papachati agarasma anagariyang papachati agarasma anagariyang papachati là xuất gia từ bỏ gia đình không không gia đình samma sambuddho chánh đẳng chánh giác samma sambuddho con đành nhã brahmana con đành nhã brahmana tâm hát ya karoti agarang accha vasati agarang accha vasati agarasma anagariyam papacchati agarasma anagariyam papacchati samma sambuddha samma sambuddha dạ rồi lại lần nữa ha con đành nhã brahmana tâm hát ya karoti agarang accha vasati agarasma anagariyang papacchati samma sambuddha rằng khánh mời tập đọc bài từ vị phật giơ tay lên để đọc bài. Dạ, xin mời Phật tử Ngọc Trân ạ. À. Mời Ngọc Trân. Nãy giờ quên mở mic. Thưa sư, con xin đọc. Con đánh nhá Brahmana, Bà La Môn, con đánh nhá Tâm Há, Bạn, Gia Cá Rô Tí, Tiên Đoán, Á Ra Rằng Á Chai Quá Xá Tí, Sống Tại Gia Đình, Á Ra Rasma Á Na Gà Rí Văn, Pá Pá Chá Tí, Xuất Gia Sống Không Gia xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình samma sambuddha chánh đẳng chánh giác đức phật chánh đẳng chánh giác dạ thưa sư xin đọc xin mời phật tử Kim Cúc thưa sư xin đọc ạ con đánh giá Brahmana Bà La Môn Kiều Trần Như tâm há là bạn gia cá rô tí là tiên đoán á ga răng bậc chánh đánh giá thưa sư xin hết dạ xin mời Phật tử Phạm Tình Thảo ạ xin mời Phật tử Phạm Tình Thảo. Dạ, thưa sư con xin lỗi con quên mở mic ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc ạ. Con đánh nhá Brahmana là Bà La Môn Kiều Trần Như, Tâm Há là bạn, Gia Cá Rô Tí là tiên đoán, Á Ra Răng, Ách Cha
Sawati là sống tại gia đình. Avasatma, Anava, Rí Răng, Bắc Bá, Chá Tí là xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Samma Sambuddha là bậc chánh đẳng chánh giác. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Mời Phật tử mang cái lá nành đi. Nhãn sư quên mở mic. Nhãn sư xin đọc. Con đánh lá ba lá, má lá là Bà La Môn Kiều Trần Như, tum há là bạn, với á cô cá rô tí là tiên đoán, á gà răng, á há và xá tí là sống tại gia đình, á gà rách ma làm á gà rách ma á ná á gà á ná gà rí răng ba bát bá chá tí là xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Samma Sambuddha là bậc chánh đẳng chánh giác. Giả sư xin hết. Xin mời Phật tử Thạch Nguyễn. Dạ thưa sư, con xin đọc. Kondanya Brahmana Bà La Môn Kiều Trần Như, tâm tum há bạn, quy gia khát rô tí tiên đón, agaram acha quá sa tí sống tại gia đình, agarasma anakariyan papa cha tí xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, samma sambuddha bậc chánh đẳng chánh giác. Dạ thưa con xin cảm ơn. Xin mời Phật tử Kim Cúc. Má đọc rồi. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Con đá nhá Brahmana Brahmôn Kiều Trần Như, tâm há là bạn, gia cá rô tí là tiên đoán, á ga râm á cha quá xá tí là sống tại gia đình, á ga rát ma á ná ga rí răng pá pá chá tí là xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sa ma sam bút thá là bậc chánh đẳng chánh giác. Bạch sư con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Con đá nhá Brahmana là Bà La Môn Kiều Trần Như, tâm há là bạn, quý gia cá rô tí là điên đoán, agarang acha quá sát tí là sống tại gia đình, agarasma anagariyan papachati là xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, Samma Sambuddha là đức, là bậc chánh đẳng chánh giác ạ. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Tuyên Mã. Dạ thầy sư xin đọc. Con đánh nhé Ramana Bà La Môn Kiều Trần Như, tâm há là bạn, quý gia cá rô tí là tiên đoán, Aragang rằng ách cha quá sá tí sống tại gia đình, aga rát ma anaga rí găng bách bá trá tí xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, samma sambuddha bậc chánh đẳng chánh giác. Dạ thưa sư xin hết. Có chữ é này không được biết gì cha. Dạ xin mời cô Diệu Bảo. Bạch sư con xin đọc. Con đan nhá Brahma Ramana
Bà La Môn Kiều Trần Như. Tùm Há Bạn Quý Gia Cá Rô Tí Tiên Đoán Á Ga Răng Ách Cha Quá Xá Tí Sống Tại Gia Đình Agarasma Anagariyan Bapachati Xuất gia từ bỏ gia đình Sống không gia đình Samma Sambuddha Bậc chánh đẳng chánh giác Con xin hết Dạ xin mời Phật tử Hoàng Thị Kim Oanh dạ, Con bạch sư Con xin đọc ạ Con đã nhá hoa mana Con xin đọc lại ạ Con đã nhá hoa ma nhá Palamon dạ ma nhá con đa nhá brahma nhá Palamon kiểu trần như ạ túm há bạn ạ Zakaroti tiên đoán ạ Agarang Achawa Sati Agarang Achawa Sati Sống tại gia đình Agaratma Anagazisam Zizam Babatati là xuất gia từ bỏ gia đình ạ, sống không gia đình ạ. Samma Sambuddha là bậc chánh đẳng chánh giác ạ. Dạ con xin hết ạ. Rồi, xin mời Phật tử Quang Thanh. Thưa sư con xin đọc. Con đánh nhá Ramana là Bà La Môn. Tum Ha là bạn. Ra cá rô tí là tiên đoán á ga răng anh á ga răng anh ách cha quát xá tí là sống tại gia đình Agarakma Anagarirang Bác Bá Chá Tí là sống xuất gia từ bỏ gia đình và sống không gia đình. Samma Sambuddha là bậc chánh đẳng chánh giác. Sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Hoàng Thị. Dạ, có Phật tử là muốn đọc nữa không ạ? Acha quá chú là chú thể thắng à vẫn nghe đọc lại ha lớp đọc chưa có tốt lắm vâng ạ đọc chưa tốt con đây nhá Pramana con đây nhá Pramana tông mặt hát tâm hát ya karoti ya karoti agarang accha wasati agarang accha wasati agarasma anagari yang papacati agarasma anagari yang papacati sama sambuddha sama sambuddha rồi về tập đọc thêm ha để tập đọc thêm bây giờ mình học bài học nào về phần động từ tiếp theo thì ở đây trong tiếng Mali thì mình có bốn dạng động từ cơ bản bốn dạng động từ cơ bản thì ở đây mình thấy là nó là có chữ là á tí cái chữ tí này là của thầy là thầy thì hiện tại thì mình thấy nó là dạng á tí dạng ê tí dạng a tí dạng ô tí thấy không bây giờ tí bê xê tí ca la tí ca rô tí nó có bốn dạng này nhiều động từ nhưng mà nó chỉ có bốn dạng như vậy thôi hoặc là a tí hoặc là ê tí hoặc là mình thấy nó là a tí
hay là ô tiết bốn dạng. Thì mỗi một dạng như vậy thì nó sẽ có một cái bảng chia khác nhau. Nếu dạng các động từ nào mà nó tận cùng bằng á tí thì nó sẽ có cái bảng chia giống như bách chá tí mà hôm trước mình đã học. Rồi các động từ nào nó kết thúc là ê tí thì nó sẽ có bảng chia giống như là động từ đê xê tí. Các động từ nào mà nó dạng a tí thì nó sẽ có bảng chia giống như là cha na tí. Các động từ nào mà nó có bảng chia nó là dạng ô tí thì nó sẽ có động từ cách chia giống như là caro tí. Thì đó là bốn dạng động từ. Thì hôm trước mình đã học được một bảng rồi. Hôm nay thì chúng ta sẽ học được thêm một bảng nữa, tức là ở dạng bằng e. Thì đây là bảng chia động từ ở dạng bằng e. Thì mình có là ngôi trường hay là ngôi tiết, a hăng là đê xê mí, thứ nhì mấy dân là đê xê mát, ngôi trung hay là ngôi thứ hai mình có số ít toan đê xê xí, tâm hê thì đê xê thác, số nhiều tâm hê đê xê thác, ngôi sơ hay là ngôi thứ ba, số ít thì mình có là sô đê xê tí, số nhiều thì mình có tê đê xê tí. Thì tất cả các động từ mà nó tận cùng bằng e nó sẽ chia giống như cái bảng chia này. Thì đây là cái mảng dạng bảng chia tóm tắt để mình ghép, mình chọn các động từ bằng e mình chia theo cái bảng chia này. Ví dụ như ở đây mình sẽ chia là động từ dc tí. Ngôi thứ nhất số ít a hàng dc mí, số nhiều mấy dân dc mát, ngôi thứ hai số ít toan dc xí, số nhiều tông hê đê xê thác, ngôi thứ ba số ít so đê xê tí, số nhiều tê đê xê tí. Hoặc là mình chọn một động từ nào đó tận cùng bằng e, ví dụ như là phô chê tí cũng dường, thì mình sẽ chia là ngôi thứ nhất số ít a hăng là phô chê mí, số nhiều mấy dân là phô chê mát, ngôi thứ hai số ít toan phô chê xí, số nhiều tông hê phô chê thác, ngôi thứ ba số ít so po chê tí, số nhiều tê po chê tí. Tức là mình bỏ cái chữ e tí ở trên này ra, e tí phần cuối của động từ ra, sau đó mình ghép với cái đuôi đã được ghi lại trong phần bảng tóm tắt này. Rồi bây giờ mời rút giơ tay lên để mình tập chia cái bảng chia này ở thời hiện tại ha. Ai chia được giơ tay lên trước đi, rồi những người sao thì giờ tay lên sao. Anh Khánh mời lớp đọc bài. Dạ, xin mời Phật tử Kim Phúc. Thưa sư, con xin chia động từ. Động từ khác với đây sư tí hả thưa? Rồi, chia đi. Con chia động từ ní man tê tí. Rồi, ní man tê tí. Dạ. Ngôi thứ nhất số ít á hăng ní man ní man tê mí, số nhiều má giang ní man tê má, ngôi thứ hai số ít toan ní man tê xí, số nhiều tâm hê ní man tê thá, ngôi thứ ba số ít ní man tê tí, số nhiều ní man tan tí. Ní man tên tí. Thưa sư đọc sao thưa? Ní man tên tí ha. Dạ. Nước mang tên tí. Dạ, thưa sư cảm ơn. Thưa sư xin hết. À, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ, bà sư con xin chia động từ ô lô kê tí là nhìn thấy ạ. Ngôi thứ nhất số ít á hăng ô lô kê mí, ngôi thứ nhất số nhiều má dân ô lô kê má, ngôi thứ hai số ít toàn ô lô kê xí, số nhiều tôm hê ô lô kê thá, ngôi thứ ba số ít xô ô lô kê tí, số nhiều tê ô lô kê tí. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử mang cái lá nên đi. Dạ thưa sư, xin chia động từ ba lê tí là hữu kỳ á sư. Rồi, chia đi. Dạ thưa sư.
Ngôi thứ nhất số ít Á Hằng Ba Lê Mí, số nhiều Má Hằng Ba Lê Má. Ngôi thứ hai số ít Toàn Ba Lê Xí, số nhiều Tâm Hê Ba Lê Thá. Ngôi thứ hai số ít Tô Ba Lê Tí, số nhiều Tê Ba Lê Tí. Vậy thì sư xin hết. Xin mời cô Diệu Bảo. Dạ bạch sư, con xin chia động từ kha ma bê tí. Kha ma bê tí là tạ lỗi. Ngôi thứ nhất số ít Á Hằng kha ma bê mí, số nhiều má văn kha ma bê tí má. Ngôi thứ hai số ít Toàn kha ma bê xí, số nhiều tôm hê khá ma bê thá. Ngôi thứ ba số ít khá ma bê tí, ngôi số nhiều tê khá ma pen tí. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ bạch sư, con xin chia động từ pu chê tí ạ, tức là dâng cúng dường ạ. Ngôi thứ nhất số ít Á Hằng pu chê mí, số nhiều má răng pu chê má. Ngôi thứ hai số ít Tăng pu chê xí, số nhiều tum hê pu chê thá. Ngôi thứ ba số ít Sâu xô pu chê tí, số nhiều tê pu chen tí. Bạch sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Phạm Tình Thảo. Dạ, cô sư con xin chia động từ pha vui tí là tu tập ở thời hiện tại. Ngôi thứ nhất số ít Á Hằng pha vui mí, số nhiều má răng pha vui má. Ngôi thứ hai số ít Tăng pha vui xí, số nhiều tung hê pha vui thá. Ngôi thứ ba số ít Sâu pha quê tí, số nhiều tê và pha quen tí. Dạ thư sư con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ thư sư xin đọc. Con đọc chữ thái bê tí được sư? Nắm giữ chặt á. Dạ. Ngôi thứ nhất Á Hằng thế bê ní, số nhiều mấy dân thế bê né. Ngôi thứ hai Tuần thế bê xí, số nhiều tâm hê thế bê thế. Ngôi thứ ba Sô thế bê tí, số nhiều tê thế bên tí. Giờ thư sư xin hết. Dạ, có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? À, bây giờ nếu hết rồi nghe tôi đọc lại nha, bận rồi mình nghỉ ha, cũng hết giờ rồi. 4 phút nữa. Ngồi thứ nhất số ít Á Hằng đề xì mí, số nhiều mấy văn đề xì má. Ngồi thứ hai số ít Quang đề xì xí, số nhiều tổng hê đề xì tháng. Ngôi thứ ba sức so đề thề tí, số nhiều tê đề xì tí. Về chúng ta ôn lại cái bản chia này ha, tập ôn lại cái bản chia này, rồi ôn lại bản chia hôm trước động từ bách chất tí, ôn lại bản chia danh từ ná rá, để mình nhớ nhớ lại được một ít, chứ để quên hết các bản chia này đến khi làm bài tập là không được. Mà bài nào nó cũng có bản chia hết á, nếu mà chúng ta không cố gắng hiểu và ai nhớ được thì càng tốt, mà ít nhất mình phải hiểu được để cần qua mình biết nó ở chỗ nào, để cần lật thì lật nó ra được. Rồi giờ cảm kết thúc lớp học ở đây ha, mời cô Phúc đi chung.